Chào mừng các bác đã đến với cơ sở 3 Hiếu Minh Audio. Em Dũng, quản lý cơ sở 3. Thì ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều các cái sản phẩm, hàng Array. Thì hôm nay thì cũng xin phép các bác là không nói về các sản phẩm Array, sản phẩm sự kiện với các combo sân vườn nữa. Thì ngày hôm nay cũng là em sắp xếp lại được một cái khu vực để tiếp các bác làm về các cái mảng âm thanh phòng hát karaoke này, và các combo bộ gia đình có cá có giá cực kỳ hấp dẫn tại bên Hiếu Minh Logo bên em. Thì với rất là nhiều phân khúc, từ phân khúc tầm trung phổ thông, giống như là các cái dòng DBL Cotic này, dòng ST này, loa thì em đang để trong góc kia. Em sẽ lên một số combo clip cũng như là review một số các sản phẩm về phân khúc gia đình, phân khúc KTV. Đấy. Bên em thì làm công việc rất là đa năng. Từ tất cả các phân khúc, từ sự kiện, biểu diễn chuyên nghiệp, các cái sản phẩm như là bàn mixer số này, các cái sản phẩm Array nhập khẩu chuyên nghiệp, đến tất cả các sản phẩm về combo sân vườn, các hội trường, trung tâm tiệc cưới này, thì bên em đã cũng làm đầy đủ hết. Thì cũng xin phép lên clip này thông báo với tất cả các bác là bên em cũng làm thêm tất cả các mảng âm thanh karaoke gia đình, các combo cực kỳ hấp dẫn các bác nhé. Đấy, để cho các bác cũng biết là bên cơ sở 3 đây thì là các cái mô hình kinh doanh cực kỳ đa dạng, mẫu mã sản phẩm từ gia đình. Đấy, gia đình em có rất nhiều combo. Hiện tại đây em đang lên một combo phải nói là giá cực kỳ hợp lý, với nguyên một combo này bao gồm cả sub chỉ rơi vào khoảng tầm độ 26 triệu đồng các bác nhé. 26 triệu đồng là các bác đã sở hữu một combo gồm vang số, mic đầy và một cặp loa full 30 kết hợp với cả một em sub điện. Thì với combo cấu hình này ở đây, đấy là combo gọi là em gọi là cho phân khúc hợp lý nhất, dễ tiếp cận, cũng là một số một combo mà để các bác có sự cân nhắc để mua sắm cho mình một bộ. Thì tất cả các sản phẩm này đều là sản phẩm mới, các bác có thể là nâng cấp hay nhu cầu nâng cấp setup lắp đặt tại nhà thì bên em luôn có hỗ trợ các bác nhé, luôn luôn hỗ trợ các bác với mức chi phí cả các mức giá vô cùng hợp lý luôn. Từ những combo sản phẩm từ vang cơ thì bên em dòng vang cơ thì có cũng có mấy mẫu vang cơ từ thương hiệu nhà DBL Cotic này, thương hiệu hàng PS Audio này, rồi đến phân khúc cao cấp thì đến CAF, một thương hiệu của Ý được nhập khẩu và hàng chuẩn chính hãng nhà máy Capu nhá, một nhà máy rất nổi tiếng của bên Trung Quốc. Thương hiệu CAF này thì cũng là một thương hiệu khá là lâu đời rồi, tính ra nếu mà tuổi thương hiệu này vào trong thị trường mình cũng rơi vào khoảng gần 25. Đấy, thương hiệu CAF thì cũng có trên 25 năm. Đấy là cái nhà máy bên CAF bên Trung Quốc, thương hiệu của Ý. Hôm nay thì trời sáng rồi, có điện rồi, hàng xóm láng giềng cũng không hóa vàng nữa. Cùng cả nhà nghe thử đoạn nhạc của chất âm bộ dàn phân khúc, gọi là phân khúc tầm cao cấp, với một dòng loa thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của hãng CAF có mã T-Group 12 Pro. Bộ này thì em kết hợp thêm với em đẩy 4 kênh của CAF có mã model là EA408. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với chất âm của em TV Dude này thì thực sự là đã khẳng định trên thị trường khoảng tầm 4 năm trở lại đây rồi. Một phân khúc mà em làm rất là nhiều, từ công trình phòng họp này, công trình karaoke, KTV chuyên nghiệp này, các cái phòng họp hội trường đa năng này. Em này là có một series model của nhà hãng CAF đang nghiên cứu và ra một series, một gọi là series TV Dude này. Đấy, hiện tại em này là TV Dude 12, tức là bát 12 inch, bát 30, một tép. Và đây là mời các bác cùng mời cả nhà cùng nghe thử chất âm chất tiếng của bộ combo này mang lại nhé. Riêng nguyên loa karaoke thì tất nhiên rồi là phải thử ít mic miếc các thứ cho nó hay và thể hiện được cái giải âm của nó như nào các bác nhé. Alo 1 2 5 6 7 6 6 7 1 2 2 chờ trước anh ít ít 6 7 1 2 1 1 1 2 4 5 6 7 6 7. Rồi mời các bác cùng nghe thử một đoạn karaoke nhé, một bài karaoke nhé. Em hát thì không hay lắm, hy vọng là các bác cùng lắng nghe chất giọng của em. Em thì hát không hay lắm, chỉ biết alo 1 2 4 thôi. Chờ em hoài, đời em mãi sao em vẫn thương. Chuyện trước giờ đưa phán thay lời chia ly không người ra đây. Anh yêu em như trời biển rộng, nay chi tiết sao đó trời mong. Thời gian ơi, đưa vầng trăng rơi để tìm đơn côi. Đêm dài vầng trăng nó đứng trên đầu, vầng trăng nói tình yêu. Vầng trăng xưa nay không còn nữa, em ra đi chưa nói một lời. Dù một lời cay đắng trong ta, dòng sông ơi tình nhau ơi, dòng sông này dù người tình vụ. Khi xa nhau anh hiểu tình đời, cuộc tình được như áng mây trôi, để nụ cười heo hắt. Dòng sông lặng nhìn vầng trăng sao vẫn chân trời. Em chẳng thể tìm giây phút xây mộng yêu thương nơi
đời yêu thương. Thời quê hương xinh đẹp ngàn lần, ngày sau kia xuôi về biển cả, người xa đó nói lời chia xa để tình phôi phai. Vừa đã giới thiệu với tất cả các bác ngoài những hàng sản phẩm sự kiện ở bên cơ sở 3 Hiếu Minh Audio bên em, thì bên em còn có rất nhiều các cái combo gia đình từ phân khúc tầm trung vừa phải để các bác cùng chơi đến các phân khúc tầm cao, như là phân khúc em vừa mới thể hiện một ca khúc tuy rằng hát không hay, hy vọng rằng là các bác có thể có một chút trải nghiệm cũng như là có một chút giải trí trong khi xem clip này. Thì mọi chi tiết các bác muốn tham khảo thêm về các cái sản phẩm thì hãy liên hệ ngay với số hotline của em, với số hotline là 0938 132 388, là số hotline của em Dũng đứng trực hotline sẽ tư vấn cụ thể cho các bác nhé. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ.